Chào mừng quý vị trở lại với Cuộc sống thành thị phát sóng trên kênh H1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Và tôi là Lê Anh, người sẽ đồng hành với quý vị trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Mở đầu thì cho Lê Anh hỏi quý vị khán giả một câu hỏi rất đơn giản thôi. Buổi sáng ngủ dậy, đi ra khỏi nhà, quý vị đi dạo, quý vị sẽ có muốn xung quanh mình có những gì? Cây xanh, những người xung quanh, bụi đường, xe đạp, tiếng ô tô, còi xe hay là một cái mặt nước phẳng lặng? Tôi tin rằng có một đáp án chắc nhiều người cũng sẽ tích vào đó, chính là mặt nước. Không gian có nước là một không gian cực kỳ quan trọng trong đời sống của chúng ta. Và hôm nay, trong không gian của đô thị mà chúng ta bàn đến, có những cái hồ nước, có những cái ao nước, có những cái vũng nước, hay kể cả những mương, kênh, vân vân, thì chúng tôi chọn một chủ đề là hồ ở trong phố, hồ ở trong đô thị thì sẽ như thế nào. Cùng đồng hành với chúng ta thì có 4 vị khách mời đang sẵn sàng và tôi tin rất hào hứng để trò chuyện về chủ đề này. Đó là kiến trúc sư anh Đức ngồi đối diện với Lê Anh ở đây. Anh cho một vài thông tin về cá nhân anh. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Vũ Hoài Đức, hiện đang công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi đang sống ở phố Vũ Nguyên, vâng, trong làng Nghiên Phụ. Và tôi chỉ bước cỡ khoảng 20m là ra đến đường Kè. Một bên là Hồ Tây, vâng, một bên là cái hợp phần của Hồ Tây, người ta vẫn gọi là cái Hồ Ao Vả. Vâng. Trong cái không gian đó, cho nên là tôi rất là hiểu và rất là thấy được cái giá trị của mặt nước đối với cuộc sống. Đấy là với vai trò là một cái người mà sống ở cạnh một con hồ rất nổi tiếng ở Hà Nội. Bên cạnh tôi đây, chị Loan cũng là kiến trúc sư, và mời chị một chút thông tin về bản thân. Xin chào tất cả các quý vị và các anh chị em trong trường quay. Tôi là Phạm Thúy Loan, kiến trúc sư và đang công tác tại Viện Kiến trúc Quốc gia. Vâng. Hiện nay mình sống trong khu đô thị Định Công. Dạ. Thì trong bán kính khoảng 500m hoặc 1km thì cũng có khá nhiều hồ đấy. Hồ Đầm Bông, hồ Đầm Sòi, rồi hồ Định Công. Nhưng mà nói thật với Lê Nhưng Anh mà cảm giác của tôi khi vào Định Công vẫn cứ hơi ngột ngạt. Chính xác. Mình cũng đang muốn nói với Lê Anh như vậy. Có nghĩa là mặc dù có những cái hồ xung quanh nhà mình đó, vâng, nhưng mà gần như mình không có bao giờ đến đó. Vì sao ạ? Lát nữa mình sẽ chia sẻ là điều... sẽ có một số các cái key point mà, vâng, mà chúng ta chưa khai thác được hết những, vâng, cái hồ ở Hà Nội. Và người thứ ba trò chuyện với chúng ta là một họa sĩ, là một nhiếp ảnh gia. Tôi tin là anh Tô Chiêm cũng muốn chia sẻ về cái không gian sống cùng với mặt nước xung quanh mình. Tôi xin chào các quý vị khán giả, xin chào mọi người. Dạ. Tôi thì là được sinh ra ở Hà Nội và, dạ, những cái năm độ khoảng những năm đầu đời thì là mình sống ở những cái phố phía trên này. Nhưng sau khoảng 15-16 tuổi thì nhà tôi chuyển xuống dưới khu Trương Định. Chia sẻ với anh Tô Chiêm là ngày xưa nhà Lê Anh cũng ở Trương Định. Dạ. Gần cái khu Trại Cá đấy anh. Vâng. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là một khái niệm hồ ở đấy là hơi xa xỉ rồi. Cảm ơn anh Tô Chiêm. Chị Nhân là người Trung Quốc ạ. Và chị nghe chúng tôi có rõ ràng không? Có, rất rõ ràng. Rất rõ ràng ạ. Đúng rồi ạ. Rất là cảm ơn chị bởi vì chị có thể nói tiếng Việt được. Và điều đó rất là thú vị với chúng tôi. Với chị thì sao? Không gian sống của chị và những cái ao hồ, những cái con sông, những cái mặt nước xung quanh như thế nào? Đầu tiên là tôi xin phép giới thiệu một chút. Tôi tên là Linh Danh Danh, đến từ Trung Quốc. Bây giờ là sinh ở, hiện bây giờ là ở Hà Nội. Nhưng mà thành phố là ở quê Quảng Đông. À, chị quê Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông. Ở Quảng Đông thì hầu hết ở quê em thì không có hồ. Thế ạ? Đúng rồi. Tức là đây chị ở quê vùng núi à hay sao? Cũng không phải là hẳn là vùng núi. Tức là gần gần thành phố. Ừ. Tức là xung quanh thành phố thôi. Nhưng xong rồi thì là em tôi là chuyển sang thành phố Quảng Châu thì hầu hết ở đó cũng không có hồ. Toàn là những hồ nhân tạo đấy. Vâng. Nếu có một cái hồ nhân tạo to một chút thì người ta là thì là làm cái hồ, tức là cảm thấy rất là xa xỉ. Ừ. Thì mọi người đều mua nhà ở đó. À, còn em như thế rất là thèm muốn cái không gian có hồ. Đúng mà rồi. Đây là hồ nhân tạo đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Và mọi người mua ở đó còn rất là đắt đấy. Đúng rồi. Vâng. Tức là cái thế, cảm giác mà chị Nhân lớn lên ở một không gian không có hồ tự nhiên rất là hiếm. Đúng rồi. Vâng, mà nếu có thì là hồ nhân tạo thôi. Đúng rồi. Và đó là những chia sẻ ban đầu khách mời của chúng tôi về không gian sống của họ liên quan đến hồ ở góc độ của những cái người quy hoạch này, rồi là làm công tác về kiến trúc cảnh quan đô thị, và đặc biệt là con mắt của nhiếp ảnh. Thì tôi tin ba khách mời ở đây, đâu đó là cả tôi cả chị Nhân nữa, cũng sẽ có một chút bình luận. Thì cái hồ của Hà Nội hiện nay nó được hiện ra như thế nào, một chút thông tin về quy hoạch chúng tôi cũng muốn được nghe từ góc độ chuyên môn. Xin mời anh Đức. Hiện nay thì trong cái phần diện tích
các cái quận nội thành của Hà Nội, khoảng 13 quận nội thành ấy, thì theo thống kê là có khoảng 100, có chính xác là 111 hồ. Vâng. Với cái quy mô diện tích cỡ khoảng 1.480 hectare. Hà Nội có khoảng 77 cái vùng ngoại thành, có 77 cái hồ. Vâng. Mà có quy mô cỡ khoảng 5 hectare trở lên. Và với cái tầm cỡ tổng cái quy mô diện tích cỡ khoảng là 4.800 hectare. Vốn Hà Nội là một thành phố của sông, của hồ. Cho nên chúng ta có thể thấy là ngay trong những cái bài hát rất hay về Hà Nội đó, ta vâng. nói là đây Hồng Hà, đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Vâng. Ta nói về cái mặt nước như một cái bản sắc, như một cái được thiên nhiên ban tặng cho từ xa xưa. Những người như tôi, chị Loan hay những nhà nghiên cứu thì đều mong muốn có một cái thành phố, có một cái đô thị có nhiều cây xanh, có nhiều mặt nước. Đấy là một cái mục tiêu chung của tất cả những nhà nghiên cứu. Nhiều tới cỡ nào ấy. Nó hướng đến cái mục đích chung của cộng đồng mà thôi. Thế cho nên là trong cái quy hoạch chung của Hà Nội từ năm 2011 là đã đưa ra cái tiêu chí là thành phố xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Tức là đặt cái tiêu chí xanh đấy, nó bao gồm có không gian xanh, mặt nước, với cái trọng tâm đó là cái khu vực Hồ Tây với cả cái sông Hồng. Thì đấy là cái tư duy trong quy hoạch là như thế. Nhưng mà mình phải phân biệt giữa cái tư duy giữa những người mong muốn đấy với quá trình thực hiện cái quy hoạch đấy do những nhà quản lý. Thì thực tế ra là chúng ta đều thấy qua cái phần trao đổi rồi, nó có sự suy giảm, có sự suy giảm mặt nước. Thực ra cái đấy là tất yếu, ở đâu cũng vậy thôi. Muốn xây dựng thì sẽ phải, muốn đô thị hóa thì phải biến những cái mặt nước, những cái khu vực ruộng đồng từ nông nghiệp sang làm đô thị. Và đặc biệt cái không gian bao chứa xung quanh ấy, tức là những cái không gian mà sẽ tạo thành những cái không gian xanh, những cái không gian công cộng, cái vùng đệm là nơi người ta có thể đến đấy, người ta có thể chia sẻ, người ta có thể luyện tập thể dục. Thì cái đó vẫn là một cái thứ mà thực ra là hiện nay chúng ta đang cố gắng nhưng chưa làm tốt. Vâng, trong cái ý của anh Đức thì mặc dù đang nói về quy hoạch đấy, nhưng tôi thấy cái từ khóa hiện lên là từ suy giảm. Vâng, cho nên tôi nghĩ rằng nó sẽ là cái chủ đề mà tôi muốn hỏi chị Loan. Có một con số mà báo chí cũng nêu á, là cái tỷ lệ gọi là mặt nước hồ của Hà Nội á, nói chung á, thì nó có suy giảm đâu đó khoảng 50%. Thì góc nhìn của chị thế nào? Đầu tiên chúng ta phải nói rằng là Hà Nội là một thành phố được trời phú đúng cho các cái mặt nước. Cái này không phải là ngẫu nhiên ạ. Bởi vì chúng ta là một cái vùng đồng bằng chiêm trũng ở trong lưu vực của các cái dòng sông, lớn nhất là dòng sông Hồng và những cái dòng sông nhánh như là sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu. Và các cái quá trình tự nhiên nó tạo ra những cái vùng trũng. Và những cái vùng trũng đấy thì nó không phải là không có tác dụng gì. Nó là cái vùng mà chúng ta thu nước mưa. Bởi vì cái dòng sông của chúng ta là dòng sông Hồng, nó có một con đê nhá, mọi người nhá. Cái con đê bao. Và không phải là nước mưa nó có thể thoát trực tiếp ra dòng sông. Nó sẽ thoát ra các cái vùng nước trũng. Và rồi chúng ta phải bơm ra sông Hồng. Thế nên là những cái hồ đó đầu tiên ấy, nó có cái vai trò là một cái hạ tầng quan trọng giữ nước, để mà nó giữ nước tạm thời. Và có một cái giai đoạn khi chúng ta chưa ý thức được tầm quan trọng của các cái hồ thì chúng ta lấp luôn các cái hồ. Thì cái vấn đề nó sẽ trở nên là cực kỳ trầm trọng. Tôi nhớ là vào khoảng những năm cuối những năm 90, đầu những năm 2000 là chúng ta đô thị hóa Hà Nội rất là nhanh. Đúng, các đúng cái đô thị mới của chúng ta mọc lên ở cái vùng vành đai 3 nhiều vô cùng, và đấy là cái giai đoạn mà chúng ta mất đi mặt nước nhiều nhất. Thế còn thì thú thực với lại Lê Anh và các quý vị là tôi nghĩ là những năm gần đây thì cái nhận thức của chúng ta đã tốt hơn. Chúng ta ghi nhận những cái hệ lụy của việc lấp sông hồ nhiều hơn. Chúng ta cũng ghi nhận cái nhu cầu của cộng đồng cần phải giữ những cái không gian cây xanh mặt nước nhiều hơn. Thì tôi nghĩ là cái gọi là cái mất về mặt diện tích ấy, nó có vẻ là sẽ giảm đi. Nếu mà mọi người nhìn nhận một cách đầy đủ thì sẽ thấy những cái hồ đó là những cái phần liên quan đến bản sắc của thành phố. Và nó quan trọng lắm đấy. Và chúng ta là được blessed đấy, tức là được trời ban đấy ạ. Vâng. Chứ không phải là ngẫu nhiên đâu. Đấy, cảm ơn ý kiến của chị Loan. Quý vị cũng thấy rằng là bản thân trong tên gọi của Hà Nội chúng ta thôi, Hà Nội thành phố trong sông, nó cũng đã thể hiện một cái trời ban như chị Loan nói. Ấy thế nhưng mà sự quan ngại của chúng ta sắc sẽ không phải là thừa cho cuộc sống hôm nay và mai sau nữa. Hãy cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi để hiểu thêm một cách tổng quan về hồ ở trong phố như thế nào. Cuộc sống Hà Nội, nơi thủ đô nghìn năm văn hiến. Tên gọi Hà Nội có nghĩa là bao quanh bởi các con sông. Tên gọi này phản ánh vị trí địa lý của thủ đô Hà Nội
nơi nằm giữa hai con sông là sông Hồng ở phía đông bắc và sông Đáy ở phía tây nam. Cùng với sông, Hà Nội còn có hệ thống đầm hồ dày đặc do vết tích của những khúc sông chết để lại. Những hồ nước không chỉ tạo cảnh quan thiên nhiên, điều tiết nước và điều hòa không khí cho thủ đô Hà Nội. Chúng còn là nơi chứa đựng nhiều lớp trầm tích văn hóa, lịch sử, truyền thuyết của dân tộc Việt Nam, thời kỳ dựng nước và giữ nước. Cái thành phố Hà Nội là thành phố ở trong sông. Hà là sông mà nội là bên trong của sông. Phong thủy nó còn có cái câu là thế này, gọi là tụ thủy và tụ nhân. Có nghĩa là khi mà nước đọng lại, có cái nơi nào đó có nước ấy, thì đồng thời cái người ấy, người dân cũng tụ lại, cũng sẽ sinh sống, cũng phát triển. Trước tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng trong vòng hơn chục năm trở lại đây, các hồ ở Hà Nội có nguy cơ bị thu hẹp và xâm phạm nghiêm trọng. Đều đặn mỗi buổi sáng, ông Nguyễn Chu Mạnh Hùng lại đạp xe một vòng dạo quanh Hồ Tây. Yêu thích sự thoáng đãng cùng khung cảnh nên thơ của Hồ Tây là lý do để ông đến đây mỗi ngày. Dù gắn bó với điểm đến lý tưởng này ở thủ đô, nhưng ông Hùng vẫn quan sát thấy những bất cập xung quanh Hồ Tây. Hồ Tây là một cái môi trường rất đẹp, có khoảng 7-8 cái chung cư cao tầng đó bên cạnh Hồ Tây như thế này. Mặc dù là phía xây dựng đã có giật cấp, phía gần Hồ Tây là số tầng ít hơn, nhưng mà như vậy là Hồ Tây nó coi như một cái ao trũng. Theo tôi không biết là quy hoạch này thế nào thì không rõ. Cùng chung quan điểm với ông Hùng, ông Phó Đức Tuân, một người dân sống gần Hồ Tây, cũng nhận thấy những vấn đề gây mất mỹ quan xung quanh khu vực hồ. Bất cập là Hồ Tây bây giờ người ta xây nhiều những cái căn nhà cao tầng, những lô nhà cao tầng mà sát ngay hồ thì mất cảnh quan của một cái hồ đẹp như này. Cái thứ hai là bẩn, thế cho nên là cá chết nhiều lắm. Vì là các cái hồ, các cái hộ dân xả nước bẩn ra Hồ Tây nhiều. Và cái đó nó làm cho cá chết thôi. Hồ Tây đang biến thành ao nhà. Đó là cụm từ được nhiều người dân nhắc đến. Bởi từ năm 2014, Hà Nội đã có quy hoạch phân khu đô thị, khu vực Hồ Tây và phụ cận A6. Trong đó, xác định Hồ Tây làm trung tâm để phát triển không gian đô thị. Không gian quy hoạch thấp dần về phía Hồ Tây, lấy hồ làm điểm nhấn kiến trúc. Ví dụ, với quy hoạch phân khu phụ cận A6, công trình thuộc phạm vi 50m tính từ mép hồ, không được xây dựng công trình quá 3 tầng, chiều cao không quá 12m. Thế nhưng trên thực tế, không khó bắt gặp những công trình xây vượt quy hoạch gây mất mỹ quan cho hồ nước tự nhiên, vốn được xem là lớn nhất nội đô. Kiến trúc sư Lý Trực Dũng, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đô thị, cũng có những nhìn nhận về vấn đề phát triển nóng xung quanh khu vực Hồ Tây. Cái Hồ Tây nếu mà xét cho cùng ấy, là không phải là thuộc về sở hữu của một cá nhân nào cả, mà đây là sở hữu của toàn thành phố Hà Nội, của toàn thành phố người dân Hà Nội, đặc biệt là những người dân xung quanh cái Hồ Tây này, ở cái quận Tây Hồ đấy, vân vân vân, chứ không phải một cá nhân. Thế cho nên khi bắt đầu quy hoạch tất cả mọi thứ vân vân, thì một cái câu hỏi đặt ra là nên không xây các cái nhà cao ốc xung quanh Hồ Tây, sát ngay bên cạnh cái Hồ Tây, ở ngay cái đường mà cái đường Hồ Tây ấy. Thì khi xây dựng như thế thì đương nhiên là cái mật độ dân số cái nơi đấy phải tăng, mật độ giao thông phải tăng, vân vân, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm tất cả mọi chuyện khác về con người. Không chỉ phá vỡ cảnh quan bởi những tòa nhà cao tầng, việc lấn chiếm không gian mặt nước, ô nhiễm môi trường cũng đang là vấn đề Hồ Tây phải đối mặt. Những du thuyền hoen dỉ vẫn chưa chịu rời đi, khiến không gian Hồ Tây bị biến dạng, méo mó. Anh Simon Heath, một du khách đến từ Anh, mê đắm vẻ đẹp Hồ Tây. Thế nhưng, anh Simon vẫn cảm thấy tiếc nuối khi Hồ Tây
ngày càng thay đổi. Tôi rất yêu vẻ đẹp của Hồ Tây. Tôi đã thuê một căn hộ gần đây để mỗi sáng được ngắm cảnh đẹp của Hồ Tây. Tuy nhiên, mỗi lần đi câu cá cùng gia đình, tôi nhận thấy có rất nhiều rác thải nhựa vứt bừa bãi dưới lòng hồ. Theo Cổng Thông tin Điện tử Hà Nội, hiện có 9 con sông chảy qua thủ đô. Cùng với sông, Hà Nội còn có hệ thống đầm hồ dày đặc. Ở thế kỷ trước, thủ đô có trên 200 hồ lớn nhỏ, phần nhiều là hồ đầm tự nhiên do vết tích của những khúc sông chết để lại. Hiện nay, dù phần lớn hồ đã bị san lấp để lấy mặt bằng xây dựng, Hà Nội vẫn còn khoảng 150 hồ phân bổ ở khắp nội đô và ngoại ô Hà Nội. Cùng với các con sông, những hồ này không chỉ là một kho nước lớn mà còn góp phần điều tiết nước, điều hòa nhiệt độ tự nhiên cho vùng nội đô. Vai trò điều tiết nước của hồ có lẽ là điều dễ dàng nhận ra nhất. Việc san lấp hồ để lấy mặt bằng xây dựng cùng tốc độ phát triển đô thị hóa đã khiến Hà Nội bị ngập lụt nghiêm trọng mỗi khi có mưa lớn. Và hiện nay, cứ một trận mưa lớn là có vấn đề ngay về cái chuyện là ngập ở trên các cái đường phố. Và các cái hồ cũng như vậy. Lý do rất đơn giản là vì phát triển nóng thì chúng ta đã lấp, phải nói luôn, hàng trăm cái hồ để mà xây dựng cao ốc, xây dựng các cái khu chung cư và rất nhiều tầng. Rồi, thì khi mà phát triển đô thị như vậy thì cái câu hỏi người ta đặt ra là thoát nước thì thoát nước đi đâu vậy? Cái câu hỏi đặt ra là như thế. Trước đây, khi mà người ta chưa xây dựng thì nước ấy, nó nước mưa thì nó chảy về các cái hồ tự nhiên ấy, rồi xong nó thấm với cái thời gian cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi chúng ta lấp hết các cái hồ đi mà cái hệ thống mà thoát nước đấy lại rất yếu kém thì Hà Nội cũng giống như Sài Gòn, vân 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 vân, là cứ mưa lớn đã có vấn đề ngay. Không chỉ có vậy, hồ luôn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Hồ là nơi để các bạn trẻ này hiểu thêm những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời, được hun đúc qua công trình kiến trúc nghệ thuật như Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn ở khu vực Hồ Gươm, hay các di tích đền chùa Miếu Mạo xung quanh không gian các khu hồ khác ở Hà Nội. Cái hồ này nó là một cái giá trị lịch sử và nó tạo cho khi mà mình tới đây thì không chỉ thư giãn mà mình còn cảm nhận được gần nhất cái việc mà lịch sử nó luôn ở bên mình và mình có thể hòa mình vào nó và mình cảm nhận được rất là sâu sắc. Và em nghĩ là cái hồ này thì cần phải được hình ảnh của nó cần phải được nâng niu tôn trọng. Còn với những nghệ sĩ nhà hát chèo Hà Nội, Hồ Tây không chỉ là nơi vãng cảnh. Những công trình kiến trúc nghệ thuật, những di tích lịch sử như Phủ Tây Hồ gắn với tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt còn là cảm hứng sáng tác để những nghệ sĩ tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, khu vực Hồ Tây và bán đảo Quảng An có tới 30 di tích quốc gia đã xếp hạng và còn gần 25 di tích chưa xếp hạng nhưng rất có giá trị. Hòa làm một cái tác phẩm hát về Phủ Tây Hồ và qua một cái bài thơ của một cái tác giả thơ đấy, và Thu Hòa lấy cái lời thơ đấy và chuyển thể sang chèo, và hôm nay thì Thu Hòa với Quốc Phòng cùng về đây quay để tả lại cái cuộc đi lễ phủ của Thu Hòa và Quốc Phòng. Tình này em sao nghi xuyến mà trong lòng nghĩ ơi anh nghĩ ơi nơi đây đẹp mi lắm, cảnh tiên y bồng chứ hương y thơm một nghĩ nén y ơi mà để kính dâng lên nghỉ ngài. Theo các chuyên gia về quy hoạch, ở các nước phát triển, vị trí xung quanh các hồ nước sẽ không được phép tùy tiện xây các cao ốc mà phải tuân thủ theo các quy định một cách nghiêm túc để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên của các khu hồ. Ở Hà Nội, Hồ Gươm được xem là một bài học quy hoạch hoàn chỉnh nhất trong vòng hơn 100 năm qua.
Hồ Gươm gợi ý cho người làm quy hoạch về một cách dùng mặt nước như quảng trường. Nó làm tăng thêm tính hiệu quả của hình thức này trong các công viên vườn hoa. Bên cạnh tính chất điều hòa vi khí hậu cũng như các ưu điểm về môi trường mà ngay từ khi quy hoạch, người Pháp đã nhấn mạnh. Kiến trúc sư mà nổi tiếng nhất của Pháp mà cử sang Việt Nam là Anne Hébrard. Thì ông sang đây từ những cái năm 30 của cái thế kỷ thứ 20 ấy. Rồi thì tất cả toàn bộ xung quanh cái Hồ Gươm ông cho xây duy nhất, maximum chỉ được có 2 tầng. Đường Lê Thái Tổ vân vân, tất cả mọi thứ đều chỉ có nhà 2 tầng thì đi thôi, không có cho phép cao lên bất cứ một cái gì. Thời xưa phải nói là như vậy, rất là nghiêm túc. Nhưng cái người đấy là cái người quyết định. Thế thì ở các nước ấy, thì theo tôi biết ấy, thì họ có kiến trúc sư trưởng của thành phố, ông ấy rất có quyền, quyền lắm. Thế chứ không phải là ủy ban hội đồng nhân dân đâu mà ra quyết định được đâu, mà cái ông đấy mới là cái ông quyết định cuối cùng. Cũng theo kiến trúc sư Lý Trực Dũng, để ngăn chặn sự phát triển nóng trong quy hoạch nội đô Hà Nội, đặc biệt tại các khu hồ, thì phải hạn chế tối đa việc xây dựng các cao ốc trong nội đô. Đồng thời, cần thiết phải có những nhà chuyên môn có kiến thức về quy hoạch đô thị để không phải trả giá cho những công trình kiến trúc gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân thủ đô. Cái bài toán này nó liên quan đến vấn đề về dân trí và quan trí. Cái điều mà người ta quan trọng nhất chính là cái tri thức, mà đặc biệt đứng về mặt về quy hoạch và đô thị. Thế và phải tôn trọng tất cả những cái người mà làm công tác chuyên môn này, để không được áp đặt và để cho họ rõ ràng họ phải tư vấn được đấy, cho Ủy ban Nhân dân, cho tất cả những người lãnh đạo của Hà Nội phải phát triển nên như thế nào. Và nếu như tôi nghĩ rằng là lãnh đạo Hà Nội mà lắng nghe vân tất cả mọi thứ vân vân thì chúng ta sẽ tìm được một cái giải pháp nhất định. Có một thực tế tồn tại hiện nay, diện tích hồ điều hòa tại Hà Nội còn quá nhỏ so với quy hoạch. Hà Nội cần khoảng từ 3 đến 5% diện tích tự nhiên làm ao hồ để điều tiết nước mặt khi có mưa lớn. Thế nhưng, với 150 ao hồ hiện nay, chỉ đảm bảo hơn 1% so với yêu cầu. Thời gian tới, Hà Nội cần phải mở rộng thêm khoảng 700 hectare diện tích mặt nước nữa mới đảm bảo quy hoạch. Có người từng nói, nếu như thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm là trái tim của thủ đô. Làm thế nào để những mô hình quy hoạch Hồ Gươm được nhân rộng ra nhiều hơn nữa ở Hà Nội là rất cần thiết. Đây là bài toán không đơn giản với chính quyền Hà Nội, nhưng chắc hẳn là một phần trách nhiệm cần phải bắt tay vào làm ngay, dù đã đủ muộn. Vâng, và đó chính là những hình ảnh, những con số và những trích dẫn của chúng tôi. Báo chí thì lúc nào cũng có những cái con số rất là ấn tượng. Và không chỉ là từ khóa suy giảm từ anh Đức đâu. Chúng tôi nghĩ rằng lúc này từ khóa là mất mát rồi. Rất nhiều người sẽ thấy rằng là mất mặt nước, mất diện tích hồ, mất ao, mất sông. Có cái cảm giác như là mình đang bị mất đi một cái gì đó thuộc về tài sản của mình vậy. Thế thì cũng có nhiều người phản biện rằng là, thưa chị Loan, làm gì mà các anh chị cứ phải nói to lên thế về cái việc là mất hồ. Mất hồ thì được cái khác, chúng ta được lợi ích về kinh tế, rồi cuộc sống nó hiện đại hơn, bớt ruồi muỗi hơn, vân vân. Thì có lẽ chị Loan phải thêm một vài ý cho tôi về cái công năng, về giá trị của những cái mặt nước như thế này trong đô thị. Vâng, với tư cách là một nhà nghiên cứu thì tôi là một người mà tôi cảm thấy xót xa hơn hết, còn hơn cả những người bởi bình thường. Đúng rồi, bởi vì như thế này, như chúng ta thấy là bản thân cái cấu trúc, cái điều kiện tự nhiên của Hà Nội nó cần những cái mặt nước trũng như vậy. Vâng. Thế thì khi chúng ta đô thị hóa hay chúng ta phát triển thì chúng ta phải duy trì cái tính năng của những cái mặt nước trũng đó. Thì đấy là cái ý đầu tiên mà tôi muốn nhấn mạnh, là cái hồ nó có vai trò như các hạ tầng xanh của thành phố. Một cái ý thứ hai nó rất là đặc thù cho Hà Nội là mọi người sẽ thấy là gần như chúng ta muốn đi ra ngoài thư giãn thì chúng ta sẽ đến những cái hồ.
các cái cặp uyên ương sẽ tâm sự cạnh hồ, rồi các cụ già sẽ ngồi đánh cờ bên hồ, rồi những người trẻ hơn một chút có thể chạy xung quanh hồ, trẻ con cũng thích chơi với hồ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thực ra nó có lý do. Chúng ta là một cái thành phố nhiệt đới, nóng ẩm, và cái hồ nước nó là một cái máy điều hòa tự nhiên, không phải là vô tình đâu ạ, mà là rất là hữu ý là chúng ta đến những cái hồ vì nó rất là mát mẻ, thoáng đãng. Thế và chính vì cái điều đó đâm ra là các cái hồ nó trở thành những cái không gian công cộng quan trọng của thành phố. Và đó chính là một phần tạo nên cái biểu trưng, cái identity. Tôi là một nhà nghiên cứu thì cái identity của các thành phố rất là quan trọng. Thì trời phú cho chúng ta những cái không gian công cộng nó đã có identity rồi. Chị đang định dùng từ identity với nghĩa là bản sắc đúng không? Bản sắc của thành phố. Thế và khi mà chúng ta đã có một cái bản sắc thì chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy cái bản sắc đó. Thì nó đặt ra rất là nhiều các cái cách mà chúng ta từ quy hoạch đến thiết kế. Tôi nghĩ cái ứng xử tiếp theo mà thành phố cần phải tập trung hơn nữa đó là việc phát huy và khai thác các cái hồ thông qua cái việc chúng ta thiết kế và tổ chức không gian xung quanh những hồ đó. Vâng, nhân nói đến câu chuyện là các cái công năng của các hồ nó giá trị như vậy, như cách mà chị Loan đã vừa thuyết phục chúng tôi ấy, và khán giả truyền hình ấy, thì anh Chiêm, anh thấy hồ nó vẫn đang tiếp tục đẹp đẽ và đầy cảm hứng cho anh sáng tạo, hay là nó cũng đem đến cho anh khá nhiều những cái ưu tư? Khi tôi độ khoảng 12, 13 tuổi gì đấy thì là ra hồ Bảy Mẫu, rủ mấy bạn ở trong cùng một cái số nhà đấy rủ ra công viên để đi chơi thích lắm, vì là công viên lúc đấy nó mát mẻ và nó vắng. Thế thì ra đấy thì là thấy cái hồ nó mát quá thì tất cả nhảy xuống tắm bơi được một lúc thì tự nhiên tôi như là tôi bị lạc vào một cái đấu. Thời đấy nó gọi là cái đấu của cái hồ Bảy Mẫu ấy. Cảm giác là uống mất độ khoảng 2-3 ngụm nước gì đấy thì có một cái cậu bạn ở cùng xóm ấy, thì của cậu biết bơi. Cậu nhảy vào, cậu đẩy một cái ra thì là tôi thoát ra được cái chỗ đó. Và lóc ngóp bò đến bờ, mặt không còn hột máu nào cả. Thế nên đấy là một cái mà tôi sợ nhất. Nhưng mà thực ra thì nó cái hồ nó cũng gắn bó với tôi là ngay bây giờ. Cơ quan của tôi là ngay bên cạnh hồ Hà Le. Tức là hồ Thiền Quang đấy ạ, dành cho quý khán giả chưa biết. Hà Le. Thời Pháp nó gọi là hồ Hà Le. Vâng. Tôi cảm giác tức là cái cảm nhận của tôi đối với cái hồ Hà Le nó ngày xưa thì nó là một cái nơi nó tập trung khá nhiều tệ nạn xung quanh cái hồ Hà Le đấy. Vâng. Sau khi nó được cải tạo lại thì tôi thấy nó trở thành một cái nơi tập trung của các cái cụ hưu trí. Và có lúc nó trở thành như là một cái chợ nữa cơ. Ai có cái gì mang ra đây, có loa, có nọ, có kia, tức là bật nhạc lên vui vẻ lắm. Những gì mà anh Tô Chiêm vừa mới mô tả ấy, thì Loan hiểu đấy chính là cái ý nghĩa xã hội, cái không gian xã hội. Vâng. Mà cái vai trò mà đôi khi chúng ta không nhìn thấy rõ. Vâng. Nhưng mà mọi thành phố thì đều cần các cái không gian xã hội như vậy. Để các công dân trong thành phố gắn bó với nhau, gắn bó với thành phố, tương tác với thành phố đấy ạ. Khi những cái hồ đó nó là không gian xã hội, nó sẽ an toàn. Theo cái nghĩa là anh sẽ không còn thấy những cái tệ nạn. Bây giờ tôi xin được trở lại với anh Đức, một nhà chuyên môn của chúng ta trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà để cuộc nói chuyện nó rõ hơn thì Linh xin được hỏi anh về một cái hồ cụ thể. Đó là hồ Tây. Thì ở góc độ chuyên môn của anh ấy, thì anh thấy rằng là việc xây dựng các công trình ngay sát cái mép nước, mặt nước của Hồ Tây hiện nay có điều gì là chưa ổn hoặc điều gì đang là ok? Thời trước người Pháp người ta xây cái nhà đậu thủy phi cơ cho Bảo Đại ở gần trường Trung Văn An, bây giờ nó thành một cái chỗ ít sử dụng. Trước đó nhiều, đúng không? Chúng ta có chùa Trấn Quốc, rồi khi làm đường thanh niên những cái năm 56 có một cái công trình rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp, tồn tại đến tận bây giờ là cái bến tôm Hồ Tây. Tính ra từ những năm cuối những năm 95 cho đến bây giờ, cái quá trình mà xây dựng xung quanh Hồ Tây ấy, phải nói là đang vượt quá cái sức tải về mặt thị giác. Với cá nhân tôi mà yêu thích cái không gian cảnh quan, cái việc xây dựng là không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta xây với quy mô nào thì đấy là vấn đề. Hồ Tây của Việt Nam được tạo nên bởi cái cuộc sống của người dân được truyền từ đời này qua đời khác. Những cái mặt nước của những cái làng nghề như Yên Thái, rồi
Nghi Tàm, Yên Phụ, Quảng vâng. An cực kỳ là đầy những cái chất vâng. những cái chất. Nhân cái ý này mà mọi người đang phân tích ý, thì tôi có muốn chia sẻ một cái quan điểm nữa. Tức là ngoài những cái giá trị mà ban nãy Loan có nói, 3-4 cái giá trị đó, thì bây giờ chúng ta phải thừa nhận là bản thân những cái mặt nước ấy nó có giá trị tiền bạc. Thì đúng ạ. Chính vâng. từ cái cảnh quan mà nó vâng. có giá trị tiền bạc đúng không ạ? Đúng. Và vì nó có giá trị như vậy cho nên tất cả mọi người sẽ đều muốn chiếm lấy cái giá trị đấy. Thế nhưng cái quan điểm tiếp cận ở đây tôi đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh vào cái vai trò của những nhà quản lý đô thị cấp thành phố. Bởi vì một khi nó đã quan trọng thì chúng ta một là phải khai thác được nó tốt nhất cho số đông. Cho số đông chứ không phải cho số ít. Từ cái quan điểm này thì những cái nhà quy hoạch hay những cái nhà quản lý đô thị phải hiểu rằng nó không phải chỉ là cái miếng đất sát hồ đâu ạ. Vâng. Mà toàn bộ cái 3D, cái view xung quanh các cái hồ đó cần phải được tính toán và khai thác tối đa hóa cái người được hưởng lợi từ những cái view đó. Tôi rất ấn tượng bởi vì là khi chị nói rằng là cái cảnh quan hay là cái lợi ích từ mặt nước, từ hồ phải được tối đa hóa cho nhiều người chứ không phải riêng một chính nhóm xác. Nào được sử dụng hoặc ai đó sở hữu nó. Chị Nhân ạ, ở Trung Quốc thì những cái hồ nhân tạo mà ban nãy chị có nói ở quê hương chị ấy, thì nó ít hồ mà người ta làm hồ nhân tạo thì người ta cũng sẽ tối đa hóa lợi ích từ những cái hồ đó. Tức là nhà hàng, khách sạn, các trung tâm dịch vụ sẽ mọc lên quanh hồ nhiều không chị? Có nhiều ạ. Vâng. Bây giờ là tôi nghĩ ra là có một cái hồ rất to, rất lớn ở bên Quảng Châu, là rất sâu, là ở đó là bên cạnh là người ta xây dựng những tòa nhà thấp thấp ấy, giống như chị nói. Và cũng có rất là nhiều khách sạn rất nổi tiếng. Hoặc là đặc biệt là có một cái tòa nhà hình như là quốc gia cái gì đấy thì rất rất cao, nhưng mà toàn là thì là thấp rồi. Đúng rồi. Về cơ bản là thấp thôi. Đúng rồi. Thế thì nhưng mà thỉnh thoảng cũng có công trình cao. Đúng rồi. Thế cái công trình cao đấy nó có choán cái tầm nhìn, nó có làm mất tầm nhìn của người khác không? Không, bởi vì cái hồ này rất dài cơ. À. Rất dài. Cho nên là người ta là ở bên cạnh đấy. Người ta xây dựng các bậc thang, người ta đi chơi ở quảng trường. Vâng. Cho nên là cái bên cạnh thì là cái bờ thì là có quảng trường. Cho nên là người ta có thể đến chơi là một dài mà. Tức là vẫn thấy hài hòa. Đúng rồi. Cảnh quan nó vẫn hài hòa. Đúng rồi. Và như là một người dân như chị thì chị cảm thấy thoải mái không? Có, chị rất thích đến đó. Vâng. Đặc biệt là khi nào mình tâm trạng không tốt hoặc là không gì thì đến đó thì cảm thấy hít oxy rất nhiều. Đúng rồi. Chị sẽ không phải trả phí đúng không ạ? Đúng rồi. Và quan trọng nữa là chị có thể đứng ở một chỗ nào đó chị vẫn nhìn được cả cái hồ. Đúng rồi. Thay vì là chị có khi phải đi mấy cây số để tìm một cái điểm cao lắm chị mới ngắm được cái hồ. Như là ở thành phố chúng tôi là có khi điều đó đã xảy ra rồi. Cảm ơn chia sẻ của chị Nhân và của các khách mời của chúng ta. Một chút thư giãn, bởi vì chúng tôi cũng muốn rằng là nói chuyện nhưng mà chúng ta cũng mở ra nhiều quan tâm thông qua nhiều tiếp cận khác nhau. Thì hãy đến với tiếp cận của các nghệ sĩ để xem là trong một cái tiểu phẩm sau đây thì cái không gian hồ của Hà Nội được hiện lên như thế nào. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Cuộc sống thành thị. Vợ đi làm về rồi đấy à? Mệt không? Mệt cháu ạ. Mùi gì thơm thế? Trống kho thịt đấy à? Ừ, trống kho thịt. Đúng món vợ thích đấy. Thấy vợ đi làm vất vả, chồng phải nấu những món vợ thích để tầm bổ cho vợ chứ. Chồng mình đúng là tâm lý quá đi. Thế hai ông cháu đâu rồi hả cháu? Rủ nhau đi câu cá cả buổi chiều đã thấy về đâu? À đây rồi. Mẹ. Bò đấy à? Câu được con cá nào không? Ôi giời ơi. Cá chép đây này. Hôm nay bố sẽ làm món cá rán nhá. Con gặp ông cầu mát mới được con này đấy. Thế ông đâu rồi con? Ông đang chơi cờ với ông Quang ở ngoài hồ ạ. Để bố đi làm cá nhá. Vâng. Hay đi. Quá. Mẹ con mình lên trên mẹ tắm rửa chân tay cho. Vâng. Bố mẹ ơi, hôm nay ông cầu được con cá chép to ơi là to, thế mà ông lại thả nó đi mất. Thế à? Sao ông lại thả đi hả con? Tại ông bảo là nó đang chở một bọc đầy trứng. Thế ông thả nó đi để nó sinh sản gây giống trong mùa sau. Chắc là mùa sau á, nó cũng không có chỗ sống để mà sinh sản đâu con ạ. Con nói thế là sao? Thế bố với anh Nam chưa biết chuyện gì ạ? Chưa. Có một doanh nghiệp đã đề xuất với thành phố mình, sắp tới người ta sẽ san lấp cái hồ ở gần nhà mình ý, để chuẩn bị xây cái chung cư cao cấp đấy ạ.
Em nghe thông tin ở đâu đây? Có chính xác không? Thì em nghe ở chỗ mấy chị cùng cơ quan ấy. Thế anh quên là em làm trong nghề bất động sản à? Ừ. Riêng những cái thông tin này ấy là em nắm bắt rất nhanh nhạy luôn. Hay, quá hay. Này, chung cư mà mọc ở đây á là sẽ kéo theo hàng loạt những cái dịch vụ xung quanh, rồi giá nhà, giá đất ở khu mình ấy nó sẽ tăng lên vụt vụt. Này, vợ chịu khó nghe ngóng cập nhật tình hình nhá. Có gì vợ chồng mình đầu tư vào đấy một ít, biết đâu thời tới nhà mình lại giàu to ha. Chồng nói chuẩn. Lấp là lấp thế nào? Chúng mày à, nhìn thấy một tí lợi nhuận mà mắt chúng mày đã sáng lên là làm sao? Bố làm sao đấy? Tự nhiên lại cáu kỉnh với bọn con. Dự án là thế nào? Chả ra làm sao không ạ? Không làm sao ấy nhỉ? Thôi, dạo này ông già rồi, cho nên là hay cáu kỉnh như thế lắm, kệ đi. Này con ăn đi. Dạ vâng. Đây để bố lấy cá cho con này. Đây, nước bát này. Rồi, con cảm ơn bố. Bố mẹ ơi, chắc là ông Tiết Châu câu cá chơi cờ với cả ông Quang đấy ạ. Rồi kệ ông, con ăn đi rồi còn học bài nhá. Dạ vâng. Mấy cái bài hôm trước là con làm chưa hết đâu đấy. Dạ vâng. Ừ. Ăn đi anh. Bố mẹ. Có một doanh nghiệp đã đề xuất với thành phố mình, sắp tới họ sẽ san lấp cái hồ gần nhà mình đấy ạ, để chuẩn bị xây một chung cư cao cấp. Ông qua xem trận này không? Trận này Maroc mà cuối cùng nó phang cho cái trận này là Bồ Đào Nha. Bên nào? Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha ngoài về nước kìa. Ông các bà biết tin gì chưa? Tin gì? Cái hồ này nó sắp lấp rồi đấy. Ô. Mà cái dự án ở trên thành phố ấy là lấp để mà xây chung cư đấy. Tôi tin tức ở đâu mà ông biết? Ừ. Thì con tôi nó làm ở bên bất động sản mà tin là chính xác luôn. Ừ. Thế bây giờ thì ý các bác sao? Chứ lấp hồ là em này em không đồng ý được đấy. Đúng rồi, người đang yên đang lành làm sao lại lấp cái hồ được. Mà cái ý tưởng đấy chắc gì thành phố người ta đã phê duyệt cho. Cả cái khu dân cư rộng lớn thế này, có mỗi một cái hồ mà đòi lấp đi thì thở làm sao nổi. Thì thế. Thế này nhá, bây giờ bà con ta ấy phải đồng tâm nhất trí để tôi kiến nghị lên trên là không lấp cái hồ này. Bác làm đơn cho em ký luôn. Thì bác làm đơn đi. Nhất trí thế nhá. Vâng, vâng, được. Hai bố con lo ăn hoa quả đi nào. Thật chả hiểu ra làm sao. Chán ông cụ thật sự đấy. Có cái hồ bé tí thôi, thế mà đi vận động mọi người bảo vệ bằng được. Tốn, mà sao con không ngăn ông lại hả? Sao mà con ngăn được ạ? À? Với cả mọi người cũng ủng hộ ông. Thôi được rồi, ăn hoa quả rồi đến học bài đi con. Thôi anh ạ, dù sao cái hồ ấy cũng gắn rất nhiều kỷ niệm với bố. Bây giờ bảo san lấp đi, làm sao mà ông cụ không tiếc cho được. Đành rằng là như thế. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Đây là đất công, không phải sở hữu của riêng bố hay là của cá nhân nào cả. Thế mà bố đi vận động mọi người bảo vệ cho bằng được. Chả hiểu ra làm sao. Đúng, không phải sở hữu của bố. Bố ạ. Cái hồ ấy là của mọi người, của tập thể. Thế nên mọi người phải có ý thức giữ gìn chứ. Mà các con biết đấy, cả cái tuổi trẻ thơ ấu của bố gắn liền với cái hồ này. Đánh bi, đánh đáo, chơi xẻng, lại cùng với để cái hội ông Quang ấy, những cái mùa hè oi bức còn rủ nhau xuống đấy tắm nữa. Rồi thời gian trôi đi, khi mà trưởng thành lên ấy, thì cái hồ ấy lại còn là những cái nơi mà các đôi trai gái tìm hiểu nhau. Chính
bố và mẹ cũng có cái duyên từ cái hồ ấy đấy. Đấy, các con thấy không? Mấy chục năm nay, cái hồ lớn thì người ta lấn ra người ta làm nhà, cái hồ bé thì người ta lấp đi để ta xây lên những cái nhà bê tông. Con thấy không? Hà Nội bây giờ mưa to một tí là lụt mới lội. Thế mà mùa hè thì thấy không? Oi bức hẳn lên. Còn nữa, nếu mà lấp cái hồ đi, trẻ con thì không có chỗ chơi, người già không có chỗ tập dưỡng sinh, những đôi trai gái trưởng thành thì tìm hiểu nhau ở đâu? Bố mẹ ơi, con cũng muốn chơi ở hồ, câu cá với ông, thích hơn là ở nhà xem tivi. Bố nói cũng có lý đấy ạ. Thì em là thế nào? Thì vợ chồng mình sẽ không đầu tư vào dự án ấy nữa. Bố ạ, chúng ta bảo vệ cây hồ không phải là để cho chính mình, mà còn cho tương lai sau này nữa. Con đang tính là sẽ đi nghe ngóng thông tin kỹ hơn, sau đó về nói với bố và anh, rồi cả nhà mình sẽ cùng làm đơn kiến nghị thành phố không cho san lấp cái hồ ấy ạ. Có thế chứ? Hoan hô mẹ, thế là cái hồ vẫn xây được giữ. Ông có chỗ câu cá, chơi cờ, còn con thì có chỗ chơi rồi. Kể ra thì cũng tiếc, nhưng mà nghe bố và vợ phân tích thì cũng hợp lý. Thôi được rồi, nhà mình sẽ đồng lòng quyết tâm cùng mọi người bảo vệ bằng được cái hồ nhá. Thế chứ, đúng là con trai của bố. Cuộc sống thành thị. Tiểu phẩm vừa rồi cũng một phần nào đó cho chúng ta thấy những cái cơ hội để chúng ta có thể được sống trong một cái đô thị mà có nhiều hồ nước, có nhiều cây xanh, có nhiều không gian sống thật là xanh. Để vui hơn nữa thì Lê Anh mời quý vị các bạn hãy đồng hành cùng với tôi và bốn khách mời ở đây tham gia một cái phần game show, một trò chơi để xem là trong trái tim và trong khối óc của chúng ta thì những cái tên hồ ấy, nó còn được nhớ đến mức độ như thế nào. Vâng, và xin mời quận đầu tiên. Quận Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Lục Thủy cũng có cái tên. Vâng, Hồ Lục Thủy. Xin mời quận tiếp theo. Quận Tây Hồ. Hồ Ao Và, Đầm Bầy, Đầm Sòi. Ôi giời. Hay là Đầm Đầm Chị. Quý vị nghĩ rằng là ai mà thắng được anh Đức nữa? Anh ấy là chuyên gia. Vâng, anh Chiêm chưa được đáp án nào nhé. Anh hãy cố gắng lên ở quận thứ 3. Xin mời quận thứ 3 của chúng ta là quận Đống Đa. Hồ Đống Đa. Hồ Văn Chương. Hồ Văn Chương. Hồ Văn Chương. Hồ Văn Chương, Hồ Linh Quang, Hồ Ba Mẫu. Hồ Ba Mẫu. Hồ Trung Tự, có cả Hồ Kim Liên nữa, cũng thuộc về Đống Đa. Vâng, rất nhiều. Tôi đề nghị bắt đầu sang quận tiếp theo anh Đức dừng. Để là tôi bố chúng tôi còn có cơ hội để mà lục trí nhớ của mình chứ. Xin mời quận tiếp theo ạ. Và đây là quận Ba Đình. Chúng ta đã nhắc đến là cái Hồ Trúc Bạch rồi đúng không? Vâng. Anh nhắc đi. Hồ Giảng Võ. Đó. Hồ Ngọc Khánh. Hồ Hữu Tiệp. Nhưng còn một hồ nữa, đúng mọi người biết, trong quận Ba Đình, chưa nói, tôi chưa nói, nằm trong công viên Thủ Lệ Bách Thảo. Hồ Bách Thảo. Hồ Bách Thảo. Một cái hồ rất, công viên Bách Thảo. Rất dễ chịu. Và bây giờ cơ hội tiếp theo của anh Chiêm và Nhân là ít tham gia hơn, là quận Cầu Giấy ạ. Quận Cầu Giấy thì gần như là mình không biết lắm. Cũng có một vài cái hồ nhưng em cũng không biết tên. Quận Cầu Giấy là một trong những quận mà đô thị hóa cực mạnh nhưng mà lại hiếm hồ. Vâng. Chỉ có cái hồ như chị nói là hồ Nghĩa. Hồ Nghĩa Đô. Vâng. Và sau này có làm thêm một cái hồ nữa là cái hồ trong công viên Cầu Giấy. Tiếp theo có lẽ sẽ là cái quận mà chúng ta sẽ cùng nói đến rất là nhiều hồ. Quận Hai Bà Trưng. Có hồ Bảy Mẫu. Vâng. Hồ quận có hồ Han Le. Vâng. Hồ Han Le của anh. Hồ Thuyền Quang. Vâng. Vâng. Cái hồ trong công viên Tuổi Trẻ. Và cuối cùng chúng ta còn quận Hoàng Mai. Lớn nhất là hồ Linh Đàm. Linh Đàm. Hồ Định Công. Định Công. Hồ Đầm Bông. Nhà chị mà. Gần nhà tôi, đúng rồi. Còn hồ Hạ Đình, khu hoặc nhà đấy, chị đấy. Nhưng phía bên đấy không thể nhiều bằng phía bên đường Giải Phóng đến đê được. Đúng rồi. Khu vực đấy là cái đầu mối thoát nước, bơm hồ Yên Sở ra. Hồ đấy là lớn, gần như là lớn nhất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một chút trắc nghiệm giữa 5 người chúng tôi ở đây. Và tôi tin rằng ngồi trước máy thu hình thì quý vị cũng đang tự trắc nghiệm bản thân mình thì mới thấy rằng là chúng ta giữ trong trái tim của mình, trong cái sự trí nhớ của mình về những cái tên hồ nó không được thật sự nhiều. Chính vì vậy chúng tôi cũng rất mong là cuộc nói chuyện nào đó của Cuộc Sống Thành Thị sẽ luôn giúp chúng ta gợi đến những vấn đề của Hà Nội hôm nay và cho mai sau. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Cuộc Sống Thành Thị ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình của ngày sau. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.
giỏ cây ven đường hàng hàng lớp lớp, những mái ngói đỏ tươi tựa như mới lợp, vẫn vang vẳng đâu đây ôi trao những tiếng giao. Này ngước mắt lên trời là những tòa tháp cao tầng, người tự hào nằm trong bốn bề cường quốc sánh vai. Tôi hối hả nhộn nhịp nhưng vẫn rất ân cần, yêu như dòng người tấp nập cùng để sẽ in bóng không phai. Hạnh phúc lên đêm lung linh rạng rỡ, phồn hoa nên đôi tình ngập tràn ánh sáng lên thơ. Chiến thắng bản thân sao cho nó chất, tự tin sành điệu hiện ra theo từng bước chân. Tuổi trẻ thế hệ mới làm hết mình chơi hết sức, với một đam mê chảy bỏng nơi con tim chúng ta đang giao dựng.